Chương 21 Đoạn Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, thì soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này được trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ phượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Và tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống rực rỡ, vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bủ thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa, còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên có đề 12 danh, là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta, tay cầm một cái thước, tức là cây gậy bằng vàng, để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy, thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 144 cu-đê, là thước đo của loài người, và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành, đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối, không hề được vào thành.
nhưng chỉ những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chương 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông, có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, chúng sẽ không cần đến ánh sáng, đèn, hay là ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ Thiên Sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của Thần, và các đấng tiên tri đã sai Thiên Sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa! Ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy, đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân Thiên Sứ đã tỏ ra những điều ấy cho tôi, để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là đấng các tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống, và bởi các cửa mà vào trong thành, những lời chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối, đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai Thiên Sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chòi và hầu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe, cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống, cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người.